Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 15 tháng 2 của kênh VTC14. Thưa quý vị và bà con, thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ có sự chuyển đổi từ đêm nay sang ngày mai do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc. Những cơn mưa rào và dông có xu hướng gia tăng nhanh và tập trung chính trong đêm nay và sáng sớm mai. Trong đêm nay, nhiệt độ thấp nhất ban đêm trên toàn khu vực giảm xuống còn khoảng 13 đến 15 độ, vùng núi là từ 11 đến 13 độ. Sau đó từ trưa chiều mai phổ biến tạnh giáo, trời chuyển rét khô với nhiệt độ ngày duy trì ở ngưỡng thấp, dao động từ 16 đến 18 độ ở phía đông và từ 17 đến 20 độ ở phần phía tây, vùng núi thì có nơi thấp hơn. Sau đó nhiệt độ sẽ giảm sâu từ đêm chủ nhật xuống chỉ còn khoảng 12 cho đến 15 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Gió mùa đông bắc cũng là tác nhân gây mưa và giảm nhiệt cho các tỉnh Bắc Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai. Nhiệt độ cao nhất ngày mai sẽ chỉ từ 21 cho đến 23 độ. Mưa cũng lan dần xuống đến Trung Trung Bộ. Tuy nhiên đợt mưa này do chịu tác động đơn thuần của gió đông bắc nên mưa được dự báo không nhiều với lượng mưa ngày từ 5 cho đến 15 mm. Còn từ Bình Định đến Bình Thuận mưa xảy ra không nhiều, ngày mai trời nắng với nhiệt độ ở mức từ 28 cho đến 30 độ. Điểm dừng chân cuối cùng là các tỉnh vùng cao Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Tiết trời chủ đạo 24 giờ tới là trạng thái tạnh giáo, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại Tây Nguyên và Nam Bộ lần lượt phổ biến là từ 27 đến 30 độ và ở ngưỡng từ 31 đến 34 độ, miền Đông Nam Bộ thì có nơi cao hơn. Thưa bà con, hiện nay nước mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng tại các vùng trồng lúa của tỉnh Bến Tre. Huyện Ba Chi, Rồng Trôm có hơn 5.300 ha lúa đông xuân gieo xạ ngoài lịch khuyến cáo của ngành nông nghiệp đang chịu thiệt hại nặng nề do nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng, hơn 30% diện tích bị chết, diện tích còn lại thì cây lúa có dấu hiệu ngừng phát triển. Diện tích lúa thiệt hại tại hai huyện là Ba Chi và Rồng Trôm tăng dần qua từng ngày. Thế nhưng bà con nông dân không có giải pháp hiệu quả để ngăn chặn vì tất cả các tuyến kênh nội đồng đều bị nhiễm mặn từ 2 đến 3,5 phần nghìn. Các hộ dân đã bỏ ruộng, chấp nhận chịu thiệt hại. Hiện tại nước mặn đã bao phủ gần như toàn bộ tỉnh Bến Tre và dự báo sẽ xâm nhập sâu và độ mặn thì còn cao hơn so với đợt hạn mặn lịch sử năm 2016. Vì vậy dự báo diện tích lúa thiệt hại sẽ còn tiếp tục tăng. Còn với các hộ trồng thanh long ở Nam Bộ thì cần chú ý, trong điều kiện thời tiết nắng nhiều, ít mưa, bà con cần chú ý đến dẹp vẩy gây hại. Chúng gây hại nặng trong giai đoạn nụ hoa, trái non, hút hết dinh dưỡng, làm cây còi cọc, sinh trưởng kém, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, kết quả. Để hạn chế dẹp vẩy gây hại thì bà con cần chú ý, tỉa bỏ cành lá bị hại nặng và đem tiêu hủy, tưới nước kịp thời và đầy đủ trong mùa khô hạn, bón phân cân đối, không thừa đạm, thay dần phân vô cơ bằng phân hữu cơ hoai mục, phân hữu cơ vi sinh giúp cây sinh trưởng tốt và hạn chế dẹp hại. Nếu mật độ dẹp thấp thì bà con có thể dùng thuốc sinh học để trừ dẹp, còn nếu mật độ dẹp cao, bà con có thể dùng thuốc bảo vệ thực vật kết hợp với các loại dầu khoáng hoặc là chất bám dính để tăng hiệu quả của thuốc. Bà con cần đặc biệt chú ý thời gian cách ly của thuốc trước khi thu hoạch. Và tiếp theo xin mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, sáng sớm có sương mù, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 17 đến 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông trong đêm nay và sáng sớm mai, sau giảm mưa nhanh. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển là cấp 3, cấp 4, trời chuyển rét đậm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, vùng núi từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 cho đến 18 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, phía Nam từ ngày mai tăng mưa rào và dông rải rác, phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 21 đến 24 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ ngày mai tăng mưa rào và dông rải rác, phía Nam phổ biến không mưa, ngày nắng với nhiệt độ thấp nhất dao động từ 21 đến 24 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ, phía Nam từ 28 đến 30 độ. Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, miền Đông thì có nơi cao hơn. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.